Việt Nam, đất nước Đông Nam Á, có nền kinh tế nông nghiệp với bờ biển trải dài hình chữ S và hơn 4.000 hòn đảo lớn nhỏ và địa hình tự nhiên đa dạng theo các vùng miền. Việt Nam có nền văn hóa hơn 4.000 năm lịch sử với dân số hơn 85 triệu dân và 54 dân tộc. Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội, nằm ở phía Bắc, và thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế lớn nhất nước. Từ năm 1993, Boss đã có mặt tại Việt Nam với văn phòng trụ sở chính đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Một văn phòng chi nhánh tại Hà Nội. Tháng 10 năm 2011, Boss Việt Nam cũng vừa khai trương thêm một văn phòng chi nhánh tại Đà Nẵng. Ngày nay, Việt Nam góp phần mạnh mẽ cho sự phát triển của tập đoàn Boss và là trung tâm sản xuất, nghiên cứu và phát triển quan trọng của Boss tại Đông Nam Á.